Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Minh Phụng Music. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ Minh Phụng Music. Và ngày hôm nay, tụi mình đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn ở trên kênh. Và tụi mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc đó cho các bạn trong video này. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi nhé. Và đây là tập đầu tiên của series Bạn hỏi Minh Phụng trả lời. Nào, chúng ta cùng bắt đầu câu hỏi thứ nhất nhé. Câu hỏi của bạn Khuê về ATC Performer đang có được vận chuyển ở miền Bắc không sót? Bên mình thì vận chuyển toàn quốc nha bạn. Đang sẽ được đóng gói cẩn thận để được quấn màng bóng nè, màng PE nè để chống bụi, chống sốc và chống mưa cho bạn. Ngoài ra thì bên mình cũng hay làm những video về quấn hàng cho những đơn xa. Bạn có thể xem trực tiếp những video đó ở trên kênh YouTube của Minh Phụng Music nhé. Câu hỏi số 2 hình như lại là tiếp tục về Atasia Performer nha. Đúng rồi, của bạn Trung Nguyễn. Câu hỏi là cái đàn này có chức năng record không? Có kết nối Bluetooth không? Phải sốc? Đàn Atasia Performer hiện tại thì có chức năng record và kết nối qua cổng USB MIDI. Thì tụi mình cũng làm một clip để hướng dẫn chi tiết về chức năng USB MIDI này ở trong video trên đây, thì bạn có thể tham khảo qua nhé. Và video chi tiết về chức năng của đàn Atasia Performer mình sẽ để ở link trên này. Cảm ơn câu hỏi của bạn Trung Nguyễn. Giờ đến câu hỏi của bạn Màu Xanh. Thì bạn có hỏi là Atasia Harmony hơn BE88 có 400.000 mà có ngon hơn gì hả shop? Đúng rồi nha bạn, Harmony thì chuyên cho piano hơn nên lực phím và âm thanh sẽ tương tự như là piano cơ. Còn đối với đàn BE88 thì kết hợp thêm nhiều tính năng organ nên phím sẽ nhẹ hơn, nó sẽ tương tự như organ hơn. Tiếp theo lại là một câu hỏi của bạn Màu Xanh. BE88H Plus với giá 6.9 triệu đã bao gồm đầy đủ hết chưa hả shop? Với giá 6.9 triệu thì đối với BE88 thì đã bao gồm một pedal, một guồng và một giá đã sách nha bạn. Và đặc biệt thì hiện tại trong tháng 10 này, Minh Phụng Music đang có chương trình sale khuyến mãi đặc biệt giảm giá cực sâu đối với Atasia Harmony và BE88H Plus. Harmony từ 10.500.000 nó chỉ còn 8 triệu. Và BE88H Plus từ 8.6 triệu chỉ còn 6.9 triệu. Bạn hãy chọn ngay cho mình một cái đàn ưng ý nhất nhé. Và các bạn lưu ý là chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng duy nhất trong tháng 10. Rất vui vì các bạn đã gửi những câu hỏi hữu ích đến cho kênh. Và nếu còn thắc mắc nào hãy comment, tụi mình sẽ tiếp tục giải đáp ở những tập sắp tới nhé. Hãy ghé các hệ thống showroom của Minh Phụng Music tại số 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 và 98 Bành Văn Chân, phường 7, quận Tân Bình để trải nghiệm nhé. Xin cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.